vụ Đồng Tâm ngày càng sáng tỏ sau kết luận của thanh tra. Theo nguồn thông tin đáng tin cậy, chỉ trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2017, đã có hơn 50 công dân thôn Đồng Mít và thôn Hoành đã ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội, số 7 Thiền Quang. Những công dân đầu thú đã thành khẩn khai báo sự việc phá hủy tài sản, bắt giữ người trái pháp luật trong vụ việc xảy ra từ ngày 15 tháng 4 đến 22 tháng 4 năm 2017 tại Đồng Tâm. Đến nay, tổng số người ra đầu thú đã là 96 người. Rõ ràng đa số người dân thấy rõ bộ mặt thật của ông Lê Đình Kình, Bùi Viết Hiểu và nhóm đồng thuận, cũng như tin vào chính sách khoan hồng của chính quyền Hà Nội và lời hứa sẽ không khởi tố tất cả người dân Đồng Tâm của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, nên đã mạnh dạn ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội cũng như kẻ chủ mưu cầm đầu thực sự, với mong muốn công an sẽ xử đúng người đúng tội. Trước đó, ngày 25 tháng 7 năm 2017, Thanh tra Hà Nội đã ban hành thông báo kết luận thanh tra toàn diện về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Qua đó kết luận, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106 ha, có đơn nêu là 96 ha là không đúng. Xã Đồng Tâm không có đất nông nghiệp diện tích 59 ha hoặc 49 ha xứ Đồng Xanh như ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu. Đối với dư luận, truyền thông mạng và dân làng Đồng Tâm những ngày qua đã liên tục nghe những luận điệu xuyên tạc, lừa bịp của ông Lê Đình Kình, Bùi Viết Hiểu cho rằng chính quyền định cướp đất của dân Đồng Tâm bằng cách biến 59 ha đất nông nghiệp Đồng Xanh thành đất quốc phòng. Thậm chí cụ Kình còn tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng, cho dù có bị chặt đầu tôi vẫn khẳng định đây, 59 ha đất nông nghiệp ở cánh Đồng Xanh là đất nông nghiệp. Ai cũng tin cụ Kình là người chống tham nhũng, cụ đã giữ chức vụ quan trọng trong xã, trực tiếp tham gia cắm mốc, giải phóng mặt bằng, ký bàn giao đất Đồng Tâm cho Bộ Quốc phòng. Vì vậy mà những ngày qua cả Đồng Tâm theo cụ Kình chống lại công an, chính quyền, quân đội, bắt giữ, nhục hình các chiến sĩ công an, cả làng xáo trộn, tai tiếng, dòng họ đổ vỡ, con cháu rơi vào lao lý, đều vì đặt lòng tin vào cụ Kình. Đến nay, trước bản kết luận thanh tra rõ ràng, rành mạch, chi tiết từng việc một, mời các cơ quan chuyên môn và người dân tham gia đo đạc kết hợp đối chiếu bản đồ hành chính qua các thời kỳ rất khoa học, tỉ mỉ, thì phần lớn người dân đã nhận ra bản chất thật của cụ Kình và nhóm đồng thuận. Cho dù cụ Kình, cụ Hiểu đang cố sức mời mọc Nguyễn Anh Tuấn, đệ tử của Trịnh Hội, tay chân Việt Tân đội lốt tổ chức NGO Voice, nhóm chấn hưng nước Việt của Lê Dũng Vova, đám phản động cờ vàng Hồng Thái Hoàng, mấy ông bà hưu trí bất mãn chống chính quyền như bà Nguyễn Nguyên Bình, ông Nguyễn Đăng Quang, thuộc nhóm xã hội dân sự sản xuất ra các bài viết, clip ca ngợi cụ Kình và nhóm khiếu kiện nhằm hùa theo đốt nóng Đồng Tâm. Báo chí kiền kền nước ngoài như BBC, RFA, VOA cũng không bỏ qua cơ hội chơi cho này để chống lại chính sách quản lý đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Đòi Việt Nam phải đi theo chính sách tư hữu về đất đai như các nước tư bản mới không có Đồng Tâm, Văn Giang, Dương Nội. Thậm chí nhóm cụ Kình ký hợp đồng pháp lý với nhóm luật sư nhân quyền Trần Vũ Hải với hy vọng lật ngược thực tế. Đến nay thì cả dàn luật sư này đã im như thóc. Nghe nói Trần Vũ Hải ngay sau hôm có dự thảo kết luận thanh tra đã thuê người về Đồng Tâm đo đất, đã đánh bài lừa tịt, không dám lên tiếng trước công luận về vụ Đồng Tâm nữa. Giờ đây chính người dân Đồng Tâm, luật sư từng được cụ Kình thuê, bà Hồng Nga đã tố cáo bằng nhiều cách khác nhau trên mạng xã hội về đời tư tham nhũng, bị kỷ luật, hận thù phe cánh, âm mưu thao túng chính quyền địa phương, thủ đoạn lừa bịp, kích động dân Đồng Tâm của nhóm cụ Kình, cụ Hiểu. Giờ đây hơn ai hết, chính người dân Đồng Tâm mong muốn chính quyền sớm xử lý những kẻ chủ mưu cầm đầu, trả lại bình yên và xóa đi tai tiếng cho dân làng Đồng Tâm. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy, chỉ có cái xấu và cái ác mới tìm đến nhau, đồng lõa với nhau và thường núp dưới mỹ từ chống tham nhũng, bảo vệ quyền lợi, đấu tranh dân chủ, v.v.